Hello con giáo, hơn 2 tuần rồi mới được gặp mọi người. Do hôm vừa rồi mình đi biển này, sau đó mình mang các thiết bị đi theo cùng. Và một vấn đề rất là dấm dớ của mình đó là mình đã để quên thiết bị. Do vậy là gần 2 tuần nay mình không thể nào mình ra được video. Mặc dù lúc đầu tiên là mình định dùng điện thoại, thế nhưng mà nói chung là nó rất là khó. Cho nên là mình đã phải đợi mất gần 2 tuần để có thể là lấy lại được những thiết bị mình để bị quên. Và ngày hôm nay anh em mình lại gặp nhau trong một video tiếp theo. Ha ha. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa mà mình tin rằng khi mà các anh em ngửi nó giống như kiểu là thổi bùng lên ồ à, có thể làm cho các anh em ngạc nhiên. Đó là tại sao mình lại không biết cái mùi hương này sớm hơn. Đó, mình nghĩ là như thế. Tất nhiên thì nó không thể nào đáp ứng được cho 100% các anh em. Ở một cái mức độ nào đấy, nếu như chúng ta xác định được cái style mùi của chúng ta xác định được cái tông mùi mà chúng ta thích, và mình tin rằng cái chai nước hoa đấy mình giới thiệu cho các anh em, thì mình nghĩ rằng là các anh em sẽ cảm thấy ngạc nhiên tại sao chúng ta lại chưa hề biết chai nước hoa này. Ok, và không nói nhiều nữa, anh em mình vào luôn chủ đề ngày hôm nay. 7 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó sẽ làm cho các anh em ngạc nhiên, thú vị. Ok, chai nước hoa đầu tiên đó là một mùi hương dành cho các anh em nào thích mùi hương common, mùi hương ẩm thực, mà đây là một chiếc bánh sô-cô-la. Nếu như các anh em nào ưa thích cái tông mùi bánh của sô-cô-la thì chắc chắn là các anh em sẽ phải nên thử Monte Chocolate Gritty. Một mùi hương đến từ nhà nước hoa Monte và một cái tông mùi như một chiếc bánh sô-cô-la phết lên người các anh em. Nói chung là đây là một chai nước hoa mà từ đầu cho đến cuối nó sẽ là một cái tông một chiếc bánh sô-cô-la ngọt đó, không có gì hơn, không cần gì phải diễn tả nhiều là nó nốt này, nốt kia, không cần thiết phải nói nhiều, mà đơn thuần nó là một mùi bánh sô-cô-la. Do vậy anh em nào nếu ưa thích một cái tông như kiểu chúng ta thích những cái mùi của sô-cô-la, của sữa, lại khá là những cái mùi liên quan đến những cái đồ ăn mà chúng ta thường tiếp xúc hàng ngày, thì Monte Chocolate Gritty mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái bất ngờ thú vị dành cho các anh em. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Paul Smith và nó có tên là Rose. Mình đã nói khá là nhiều lần ở một vài những video trước, đây là một chai nước hoa mùi hồng mà mình nghĩ rằng nó xứng đáng về giá, nó xứng đáng về mùi hương, và nó là một cái món quà cho ai ưa thích tông mùi hoa đó và chúng ta không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu, thì Paul Smith Rose chính xác là cái mùi hương như thế. Mình vẫn cho rằng quan điểm của mình, đây là chai nước hoa hoàn toàn có thể so sánh được với những sản phẩm đắt tiền hơn, ví dụ như của MFK, của Diptyque và một số những cái hãng nước hoa xa xỉ khác có đều có những tông mùi hồng. Thì Paul Smith Rose mình nghĩ rằng là nó, tất nhiên thì bảo là hơn thì là hơi quá, thế nhưng để mà chai nước hoa nào rẻ tiền và có đủ một cái sự tự tin để so sánh về cái độ thật của hồng, cái độ mùi hồng tươi, thì đây, sản phẩm của nhà Paul Smith chắc chắn sẽ làm cho anh em hoa. Ok, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là 24 Alice. Mình vẫn luôn ngạc nhiên tại sao một mùi hương bạc hà thú vị nhưng lại rất ít người được biết đến. Và trong video này mình sẽ phải lại tiếp tục lôi nó ra để chia sẻ với các anh em. Một mùi hương của bạc hà, của bergamot. Khi mà chúng ta xịt cái mùi bạc hà nó rất là ấn tượng, và sau đó là một cái tông mùi thế nào nhỉ, không đụng hàng. Chúng ta sẽ rất hiếm bị đụng bởi mùi hương này. Thật sự là mình không thấy nhiều chai, kể cả là niche, có một cái tông mùi giống với 24 Alice đó. Và nếu như các anh em nào ưa thích một cái tông mùi, cái nhất là không đụng hàng, vẫn là thơm nhá, thơm chứ không phải là cái kiểu giống như kiểu khác biệt, mà đây là thơm để mọi người còn khen và không bị đụng hàng đó, thì 24 Alice là cái mùi hương mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Tại sao một cái mùi hương rất là ngon mà lại rất ít người biết đến, rất là đáng tiếc cho chai nước hoa này. Chai nước hoa thứ 3, 24 Alice. Chai nước hoa thứ 4 đó là Temple của nhà Diptyque. Nếu như chúng ta luôn nghĩ rằng hoắc hương nó là một cái mùi hương già, nó là một cái gì đấy nó cằn cỗi, nó giống cho những người gọi là cổ điển classic, thì với Temple mình nghĩ rằng nó sẽ gây cho các anh em cái ngạc nhiên. Bởi vì ở chai nước hoa này nó có một cái tông violet, nếu như mình nhớ không nhầm, cho nên nó có một cái vị phấn kết hợp cùng với cái vị tông đặc trưng của hoắc hương. Tuy nhiên
bởi vì nó có cái vị phấn cho nên là mùi hương này nó không hề già, đó, nó rất là gọi là cũng có một cái gì đấy khá là open. Do vậy nếu như anh em nào, mình nghĩ rằng nếu như anh em nào mà có cần thiết là có điều kiện về kinh tế và chúng ta muốn bắt đầu một cái trải nghiệm với mùi hương của hoắc hương thì Temple cũng là một trong những chai nước hoa rất rất đáng để chúng ta có thể bắt đầu. Mình rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Do vậy mình nói lại, nếu như anh em nào mà muốn thử mùi hương của hoắc hương là như nào thì hãy, mình nghĩ rằng Temple sẽ là một trong những cái sự bắt đầu nó an toàn cho các anh em đó. Chai nước hoa thứ 5, 1, 2, 3, chai nước hoa thứ 4, ok. Chai nước hoa thứ 5 là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo, nó có tên là Uomo Signature. Một cái mùi hương rất là đáng tiền dành cho mùa lạnh. Tất nhiên thì cũng có những anh em có ý kiến này, có ý kiến nọ, mình không thể tránh được. Thế nhưng nếu như để tìm ra một chai nước hoa thơm, hiệu năng mùi tốt và cũng rất là độc đáo để xài cho các dịp mùa lạnh thì thực sự là không thể không nói đến Salvatore Ferragamo Uomo Signature, một mùi hương đáng giá tiền này, với sự kết hợp của da thuộc và một chút đậu tương ca, hình như là mình nhớ không nhỉ? Nếu như mình nhớ sai, sorry các anh em. Tuy nhiên mình thấy rằng đây là một mùi hương dành cho mùa lạnh rất là ngon, và cái nữa là cái giá tiền của nó cũng rất là hợp lý. Mình nhớ là theo như các cái YouTuber nước ngoài thì luôn đánh giá nó là một dạng kiểu hidden gem, kiểu như kiểu ngọc ẩn, ít người bị thất sắc. Mình thấy là cũng không nhiều người biết đến chai nước hoa này. Do vậy nếu như các anh em nào ví dụ sang đông tới này, bỏ qua cái thời kỳ chết tiệt mùa hè nóng này và sang đông tới mà chúng ta kinh phí nó không phải là quá dư giả và chúng ta muốn một cái mùi hương đa dụng, linh hoạt và ít đụng hàng thì Uomo Signature, ok, không phải xoắn các anh em. Chai nước hoa thứ 5 đó là mùi hương có tên, chai nước hoa này có tên là Piano Center và mình nói là mình Lockister Purple. Mình chỉ biết là nó có tên là Piano Center. Đây là một tông mùi gỗ đàn hương kết hợp cùng với sữa, nó tạo nên, nó có nghĩa là cái style mùi nó khác hẳn khá là nhiều với những cái chai nước hoa có sử dụng nốt gỗ đàn hương hiện tại đang phổ biến trên thị trường. Khi mà chúng ta ngửi gỗ đàn hương, chúng ta sẽ cảm thấy một cái vị rất là mạnh mẽ, nó giống như là của Santa Barbara này đó, hoặc là của một số chai nước hoa khác rất là nhiều, hoặc là ví dụ như là mình có cái chai gì nhỉ, Santa Du Pacific ấy, thì tông mùi đàn hương của nó khá là nặng đòn so với một số các anh em. Tuy nhiên ở chai nước hoa này, Piano Center, nó kết hợp cùng với một số nốt khá là thú vị. Nếu như mình nhớ không nhầm, nó có dạng kiểu nốt mùi da, không phải là da thuộc đâu mà là cái mùi, tông mùi da này ở đấy, thì nó tạo nên một cái cảm giác nó hơi ngậy ngậy và chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy nó mùi thơm của sữa và cái vị gỗ đàn hương rất là nhẹ nhàng, rất rất thích hợp cho các anh em nào mua. Chúng ta có thể dùng cũng được, và các chị em nào ấy mà chúng ta muốn tặng cho bạn gái một cái mùi hương mà nó giống như kiểu nó hơi, nó thế nào nhỉ, nó hơi mơn mởn, nó gây cho các anh em cái cảm giác mơn mởn khi mà ngửi trên mùi, trên da các chị em ấy, thì Piano Center là cái mùi hương như thế. Anh em nào có nói chung các bạn gái thì mình nghĩ là nên mua thử chiết cho bạn gái dùng chai nước hoa này. Mình thấy cũng rất là hay khi mà cảm giác anh em ngửi lên trên da của chị em trái mùi hương của chai nước hoa này, ok. Đó là, và cũng sẽ gây ngạc nhiên cho các anh em nữa, Piano Center, mùi hương của sữa và đàn hương. Chai nước hoa thứ 6 đó là Dizzy Feel of Life, không phải nói nhiều nữa, một mùi hương rất là thích hợp cho sexy, nồng nàn, một những cái dịp gì nó cần cái sự gần gũi và chúng ta thích một cái mùi hương nó nồng nàn thì Dizzy Feel of Life, hiệu năng mùi cũng rất là tốt, thơm, sexy và sẽ gây ồ lên cho các anh em nếu như chúng ta chưa lần đầu tiên ngửi mùi hương của chai nước hoa này, ok. Vị trí thứ 6 và cuối cùng đó là một mùi hương của nhà Frederick Moore và nó có tên là All the Magnolia, một mùi hương của hoa lan. Thực sự là chai nước hoa này mình rất rất là phê khi mà ngửi, mình rất rất thích chai nước hoa này. Nếu như mà các anh em nào mà chúng ta có kinh tế và chúng ta không muốn bị đụng hàng luôn ấy, và một cái mùi hương nó rất là lịch sự, chứ kiểu áo quần nâu, áo sơ mi nó không quá già nhưng nó vẫn rất là lịch sự, thì Magnolia này rất là tuyệt vời. Hoa lan, nếu như cái gì lan nhỉ, như mình nhớ là hoa lan, rất 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 là tuyệt vời cho chai nước hoa này, mùi hương chai nước hoa này.
anh em nào mua thích tông hoa thì hãy cố gắng thử tìm hiểu về mùi hương chăn hoa này. Mình tin rằng các anh em sẽ cảm thấy một cái sự thú vị đang chờ đợi các anh em khi mà xịt mùi hương chăn hoa này, một sản phẩm của nhập Frederick Moore. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa mà mình tin rằng khi mà các anh em ngửi mà đúng gu, cái mùi hương đấy nó đúng gu các anh em, thì chúng ta sẽ có những cái òa lên ngạc nhiên khi mà thầm mùi 7 chai nước hoa này. Thì video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe cùng mình nhé. Bây giờ anh em mình hãy chào tạm biệt. Chúng ta chắc chắn là sẽ vẫn gặp lại nhau thường xuyên trong thời gian tới đây. Ok, bye bye.